Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện nay quận Ngũ Hành Sơn đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch, trong đó tập trung các điểm nguy cơ cao, tập trung đông người như tại các chợ trên địa bàn. Đây là chợ Non Nước những ngày cuối tuần. Tại các cổng vào chợ, nhân viên đội quản lý chợ túc trực thường xuyên để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang cũng như rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ. Theo ghi nhận, người dân đi vào chợ thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Thì theo chị nghĩ là nên đeo khẩu trang, em thấy chị thấy thì đi chợ mấy nay quản lý chợ cũng làm rất là tốt. Người dân cũng có nhiều người thực hiện những điều là có khẩu trang với lại có khi đi vô chợ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện nay Ban Quản lý chợ quận Ngũ Hành Sơn đã tích cực triển khai các quy định phòng chống dịch. Bên cạnh công tác tuyên truyền, đơn vị thường xuyên phân công cán bộ kiểm tra, nhắc nhở người đi chợ và các hộ tiểu thương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Các quầy hàng kinh doanh ăn uống đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn cho khách hàng. Ban lý chợ đã triển khai đến tất cả các chợ trên địa bàn quận bằng các hình thức là thứ nhất là thông báo trên loa của các chợ là hàng ngày thường xuyên. Yêu cầu những hộ tiểu thương và khách hàng mua sắm ở chợ khi vào chợ phải tuân thủ theo cái yêu cầu về 5K. Cái thứ hai nữa là tại các cổng ra vào chợ thì ban lý chợ là bố trí các bảng tuyên truyền về đeo khẩu trang, bố trí các bình nước sát khuẩn để cho khách hàng và những hộ tiểu thương khi vào chợ được thực hiện. Nhìn chung thì qua cái đợt này thì ban lý chợ nhận thấy là toàn thể là những hộ tư thương ở trong chợ là nghiêm túc chấp hành cái việc mà triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hộ tư thương đều chấp hành là đeo khẩu trang là thường xuyên trong khi kinh doanh ở chợ. Tức là khách hàng tới là nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang vú bón, còn không đeo khẩu trang là nhắc nhở họ mua khẩu trang họ đeo. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và nguy cơ lây nhiễm vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, mỗi người dân cần chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là đối với những khu vực thường xuyên tập trung đông người như tại các chợ.